bao la cảnh Phật cõi tiên. Thôi bao la cảnh Phật rồi cõi tiên tức là cảnh tiên. Tòng mai liễu trúc, thôi ôi kiển nó đẹp, hữu duyên phe màu. Ngũ dân thì năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng. Giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con. Bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt. Hết còn thở than, không có thở than gì nữa trơn. Vậy phải không? Vậy thì bây giờ không có sống sai lầm nữa. Bây giờ thân này là giả, của cái là giả, phải không? Cõi đời này là khổ, chúng ta nhận thức được, hạ thủ công phu, coi cái nào dư dư ngắt khúc đi. Muốn làm Bồ Tát phải tác đồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật Đức Thầy. Bái sư lễ phép kính chào hết toàn cả cô bác anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Kính thưa toàn cả chư đồng đạo, hôm nay tức là ngày 29 tháng 10, tức là ngày kỷ niệm cho người thân của anh Tư trong gia đình, thì nhận được lời mời thâm tình cũng như hay tin, tất cả đồng đạo chúng ta trở về đây để trợ duyên cho anh Tư làm tròn một cái tinh thần đạo nhân nghĩa đối với người thân của mình. Kính thưa quý vị, thì hết sức là quý báu giữa một cái tình huynh đệ. Thường khi quý vị thấy đó là cha mẹ lo cho con, nhưng mà huynh đệ lo cho nhau vậy thì thật sự rất là hiếm. Hơn nữa được sự ủng hộ của cô bác anh chị em chúng ta trở về đây. Nhưng mà tôi tâm đắc có một điều là chúng ta nhín được cái thì giờ để chúng ta bàn luận về Phật Pháp. Kính thưa quý vị, cái Phật Pháp mà không phải cái người mà không có duyên, không dễ gì nghe quý vị. Đức Phật nó nhân thân năng đất, Phật Pháp năng dân, tức là thân người khó được mà Phật Pháp lại khó nghe. Nhưng hôm nay đó quý vị có cái duyên lành với Phật Pháp. Nhân thân năng đắc kim dĩ đắc, Phật Pháp năng văn kim dĩ văn. Thân người khó được mà chúng ta có được thân người. Phật Pháp khó nghe mà chúng ta được nghe Phật Pháp. Kính thưa quý vị, chúng ta có mặt trong cõi đời này cũng như cái người ở tù, sống càng lâu thì càng khổ nhiều chừng nấy quý vị. Nhưng sở dĩ chúng ta chưa gặp được Phật Pháp, chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta nghĩ thân này là thật, tất cả của cải là thật, vì vậy con người cứ mãi tầm cầu cho đến lúc mà già rồi bệnh rồi chết rồi lết vô hòm. Cuối cùng chúng ta đi theo một cái con đường là gì? Là tội, đọa vào chốn khổ. Vì vậy do cái nhận thức sai lầm đó thì tất cả con người trên thế gian đều khổ hết trơn quý vị. Đều khổ hết. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng. Từ bi buông xả là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Như vậy thì con người đó muốn cho hết khổ là chỉ có cách là tu thôi quý vị. Cho nên hôm nay quý vị biết đó, khi tôi qua đây hồi trước đây 15-20 năm đó, thì hồi trước có nói đạo tuốt ở ngoài, tôi nhớ đâu ngoài cái cây ngoài á. Giờ lâu quá bệnh rồi, giờ qua đây thấy nó cũng hơi lạ, mà thật sự là rất là quý quý vị. Mình nghĩ qua đây để dự thôi, để thăm anh em với thăm lại cái nơi ở của anh Tư Phương. Nhưng mà do cái nhân duyên ha, mình nghĩ để anh em nói chuyện thì mình cứ nghe để học hỏi thôi. Nhưng mà cái nhân duyên bất ngờ thôi, quý vị cũng thông cảm nha. Bảy Siêu sẽ trao đổi với quý vị một cái mệnh đề, tức là sai lầm một kiếp người. Kính thưa quý vị, có nhiều khi tất cả những gì chúng ta nghĩ, chúng ta thực hiện hết khả năng của mình nghĩ đó là đúng, nhưng mà thật sự đó đối với Phật Pháp đều là sai lầm hết trơn quý vị.
cái sai lầm thứ nhất đó là chúng ta nhận cái cõi khổ này chúng ta cho là vui. Phải không quý vị? Cứ mình có mặt trong cõi đời này đó, mình có phương tiện, nhà ở, cơm ăn, áo mặc, nó không thiếu thứ gì trơn đó, là mình nghĩ đó là vui. Phải không? Cứ việc tầm cầu ăn chơi thỏa thích, chừng nào tới đâu hay tới đó. Nhưng mà Đức Thầy chúng ta cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ, tức là chúng ta có mặt trong cái cõi ta bà này là nó khổ mà muôn trùng sự khổ cái gì, nó đầy dẫy sự khổ. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh trong cõi đời này chịu muôn ngàn sự khổ não kể chẳng xiết, nhưng tóm lại là 8 điều. Và trong 8 điều ấy nó có thể nảy sinh ra muôn ngàn sự khổ khác. Căn bản của nó là 4 cái khổ ở ngoài thân, tức là sanh già bệnh chết. Và căn bản của gốc khổ nữa là 4 cái khổ ở trong tâm, tức là mưu cầu bắt đắc, biệt ly cay đắng, quan tấn hậu già và u sầu lo ngại. Quý vị thấy không? Mà 4 cái khổ ngoài thân rồi 4 cái khổ trong tâm, quý vị thấy nó hoành hành mình suốt cả cuộc đời. Mà mình nào đâu hay biết quý vị. Cứ việc là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, cứ sống sao sống, cứ lần lần. Người ta nói sống cứ làm ăn à, phải không? Có làm có ăn là cái chuyện bình thường. Nhưng mà ăn sao sanh ra phước thì mới hay. Làm sao mà sanh ra phước mới hay, sống sao mà sanh ra phước mới hay. Chứ ăn mà tạo tội, sống mà tạo tội, suy nghĩ mà tạo tội, cái điều này khổ vô cùng. Phải không quý vị? Nhưng nhiều khi mình sống trong cái khổ mà mình cho cái khổ là vui không à? Đó. Cho nên quý vị biết có cái ông này đó là trước đây đó, ổng là cái người sống ở diện mồ côi. Mà quý vị biết ổng đâu biết cha mẹ ổng là ai đâu. Rồi tới lớn lên cái tuổi trưởng thành, cái ổng cũng có vợ, rồi có con, cái ổng ra ngoài đời ổng sinh sống. Đâu có cha mẹ đâu có để lại tài sản gì đâu. Cho nên ông mới thuê nhà trọ, ông đi bán vé số. Mà bán riết rồi sống tới 60 tuổi mà vẫn còn nghèo, vẫn thiếu ăn. Quý vị nghĩ coi, có con bư mà 3 con mẫu. Phải gì? Nó mổ xong nó còn bư nó bỏ nữa, cái kiểu ăn mà còn bệnh nữa chứ. Cái kiểu này cái ông này ông tàn gia tru lục luôn mà sao nuôi nổi. Ông khổ quá khổ rồi. Mà ông nói tại sao nghe nói đạo Phật tu hết khổ, mà hết khổ làm sao? Thôi bây giờ vô chùa hỏi thử công sư tu sao mà hết khổ rồi. Thì ngay trân cái ngày rằm tháng 7, tức là cái ngày lễ Vu Lan đó, người ta viếng chùa đông lắm. Cái ông tợi đó, cái ông đi ngay vô trong chùa, người ta hỏi: ủa ông đi đâu vậy? Ông nói tôi vô tôi gặp ông sư, tôi hỏi cái coi sao tôi khổ quá khổ rồi. Nói thôi không được, bây giờ ông ra trước ông ngồi đi, rồi xong ta làm lễ Vu Lan xong rồi hồi hết ra hỏi, chứ giờ đông quá thầy trả lời với ông không kịp. Không được. Cái ông ra đằng trước ông ngồi, quý vị biết ở chùa thì ở đằng trước đó có cái tượng Phật Quan Âm lớn, có mấy cái ghế bóng cây ngồi mát, cái ông ngồi treo ngoẩy đó. Cái ông ngồi hồi cái ông nhìn thấy chiếc xe du lịch 4 bánh thắng cái rét đậu lại trước cửa chùa. Chàng ơi, cái ông này tướng sang trọng lắm, phải không? Bỏ áo quần thắt cà vạt, cái tướng này là tướng giàu. Vô cái xá Quan Âm Bồ Tát quỳ xuống: dạ con kính lại Quan Âm Bồ Tát cứu con. Bây giờ đó con nợ trên 20 tỷ rồi, công ty bị bể hết, sắp sửa đi tù, chắc con chết trong tù quá, Quan Âm Bồ Tát ơi cứu con. Ông này không ngộ nữa, trời ơi. Vậy ông này tưởng đâu ngon, đi xe 4 bánh tước gì mà còn than chết lên thiếu nợ 20 tỷ. Mình chưa nợ ngàn nào vậy ngon hơn ông này. Phải không? Cái ông ngồi hồi nữa, cái thấy cái bà này bà cũng 30-40 tuổi. Ngừng xe 4 bánh lại, có tài xế mở cửa đàng hoàng, tài xế riêng. Đi ngay vô chùa, xá dạ kính lại Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con. Tiền bạc con không thiếu thứ gì trơn, ruộng vườn, nhà cửa, vàng dòng, tài sản không thiếu thứ gì. Vậy mà con ung thư thời kỳ cuối rồi, Bồ Tát ơi cứu con. Ông nói tràng ơi, thôi rầu. Thấy giàu vậy mà tiền của không thiếu thứ gì mà giờ than chết nữa rồi. Cái ông nói cái tuổi này mà than chết gì thôi. Cái ông ngồi hồi cái ông thấy cái cô gái này mới chừng 20 tuổi à mà cũng đẹp lắm. Cũng lại kính thưa Quan Thế Âm Bồ Tát cứu con. Bây giờ bồ con nó đi lấy vợ, chắc con uống thuốc sâu con tự giận con chết quá. Ông này ông vô ông kính lễ xong ông đi về luôn.
Thì quý vị biết cái nó nói cái phán ông thầy cũng xong rồi là hỏi gì cái ông nói hỏi cái gì mà nữa mà hỏi sao nãy ông nói ông hỏi mà giờ không hỏi. Ông nói tôi tưởng tôi khổ, cha ơi ai dè mấy người kia ta còn khổ hơn tôi nữa kìa. Vậy còn hỏi gì nữa, thì trên đời này ai cũng khổ trơn, phải không quý vị? Mỗi cái khổ nó đều khác nhau hết trơn quý vị à. Tức là con người sanh ra có mặt trên cõi đời này, cái chánh báo là cái thân của mình, cái y báo là của cải, nó kèm theo là mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Đó là gì? Là túc nghiệp của đời trước mà chúng ta tạo. Cho nên đời này nó đi theo. Cái người làm phước đó thì bây giờ sanh ra người ta giàu, mà cái người hồi đó người ta bố thí phóng sanh, người ta đi kiếm thuốc nam, người ta làm từ thiện nhiều, bây giờ người ta đâu có bệnh. Còn bệnh nghèo gần chết thì ích kỷ bỏng sẻn, phải không? Rồi bệnh hoạn thì do sát sanh nhiều. Quý vị nghĩ coi, cái bà cô này đó, bà nằm ở bệnh viện, cái đứa con trai nó cũng biết đạo mà nó lại nó nuôi. Bà nói trời ơi, nó nhức gần chết, tao chịu không có nổi. Nói má niệm Phật đi, má đừng kêu trời. Bà nói kêu trời nó dễ hơn, mày bệnh đi, ở đó mày niệm Phật, kêu trời nó dễ hơn. Cái cứ bà cứ than vậy hoài, nói má ơi má ráng niệm Phật đi. Rồi lần lần nó hết bệnh. Bà nói mày bệnh như tao đi mày biết, mày kêu bác sĩ lại coi. Cái bác sĩ lợi mà ông bác sĩ này cũng biết đạo nữa chứ. Nói sao không niệm Phật mà kêu trời hoài hả? À, tới ông bệnh đi ông biết. Kêu trời nó sướng hơn mà nó dễ nữa, mà niệm Phật nó khó. Cái bác sĩ hỏi sao nói nghe coi. Bà nói cái lưng nó nhức gần chết luôn vậy đó, mà kêu nó cạo gió nó không có chịu. Bác sĩ ông nói nữa rồi, cái tội này là cũng hồi trước đó. Bà đánh dãy người ta, bà đánh ngược không, bà có than không? Bà nói sao không biết hả? Tôi chuyên gia mần mắm cá lóc mà. Trời ơi, đánh dãy mà cầu ngược không chứ. Thì bây giờ thì ta cạo lại phải rồi, phải không quý vị? Tất cả đều do nhân quả thân. Cái hiện kiếp và tiền kiếp nè. Đó, Đức Phật nó dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả mà kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước hãy xem quả hưởng của đời này, muốn biết quả đời sau hãy xem nhân hiện tại. Cái giàu nghèo bệnh tật sống lâu chết yểu gì đó là túc nghiệp và hiện kiếp, phải không? Thầy nói rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác. Căn là gì? Căn là gốc, mà tiền là trước á. Mà hiện kiếp là đang sống nè, làm điều bảo ác, cho nên nó mới có cái bệnh này, chứ không phải cái tự nhiên mà có. Không ai ghét mình mà cho mình được hết trơn á quý vị à. Mà nhiều khi khổ ít mình không chịu, mình muốn cho mình làm khổ nhiều thêm nữa mình mới chịu. Thở đời nay khổ mà không chịu tu, mà cứ nhìn người khác không mà bực bội trong mình, mà thậm chí tới nhìn tới con của mình cũng còn thấy ghét nữa, dùng cái đồ làm biến, dùng đồ lì lợm. Mà tôi nói quý vị nghe, có phước rồi nói cái gì người ta cũng nghe, nó riêu riếu hết trơn à. Dùng không có phước nói cái gì cũng hay nghe. Tôi nói quý vị đó, sanh ra mà thiếu phước rồi đó, nói cái tên của mình là người ta chề môi, người ta không có chịu. Mà quý vị lỡ có tu rồi đi chăng nữa, có khuyên góp, có nói gì mà nói tới tên mình, thôi thôi đừng nói tới ông đó bà đó. Tại vì thiếu phước quá cho nên không trách ai mà tự trách mình, tại sao kiếp trước mình không chịu tu, phải không? Cái người giàu người ta mới có tu. Kiếp trước bởi không chịu tu, kiếp này phải chịu chống khu ngoài đồng cực khổ mà mới có ăn, phải không? Có kiếp trước có tu mới được giàu. Kiếp này sung sướng nở quên sao, sống lo bòn mót tham nhiều quá thì chết chẳng đem theo được chút nào. Cái cõi đời này là khổ, cứ mình tự cho là vui hoài, rồi tầm cầu cứ đeo đuổi hoài. Thái tử Sĩ Đạt ta ngày xưa sao? Ngày nhìn nhận là dạo qua bốn cửa thành, ngày biết khổ rồi, cho nên xuất gia đi tu liền. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó hỡi người mau lập chí tu hành, khá nhớ giữ cho nguyên. Mình đâu có thấy khổ đâu, phải không? Thậm chí tới cái ông mà nhậu gần chết, nhậu nghe bò không mà nằm dọc đường mà ói lê ói lết mà khiêng về đó. Vậy chứ hỏi nhậu qua nhậu đã không? Đã, bữa nay làm nữa nghe mày. Trời ơi, mời nữa đó. Đó quý vị thấy không? Rồi cái khổ này nó đã sẵn dành cho mình rồi, cái tạo thêm chút nữa. Cái bà cô này nè, thở đời nay ta chưa tu người ta khổ, nói chi mới tu rồi mà tự mình làm khổ. Tu rồi, cây rằm cũng đi chùa, 30 cũng đi chùa, mà ngạc có một cái lợi chùa thì tu, mà về nhà không chịu tu. Ở nhà mấy đứa có cái giường xài đó, mấy đứa nó lợi lụm chữ quá chữ, riết người ta chọc ba, người ta nói tu, tu hú, tu gì mà hung dữ vậy, đâu có ai ưa bả đâu. Cái hôm nọ tới bữa rằm, cái bả đi chùa đâu có dám bận đồ lam như người ta đâu, bận cái người ta nói ở tu mà sao mà dữ quá vậy sao.
lén lén tu mà không dám treo bảng hiệu nữa đó, chứ không phải chơi đâu à, phải không? Dòng cái thứ mà mở tiệm mà giấu cái bảng hiệu đó, trốn thế đó, thứ này vài bữa cũng tiêu à, phải không? Đâu có giấy phép đâu, ai cho làm? Cây cũng nhè tới cái duyên cái nghiệp sao không biết. Cái thằng mà lụm xài bị bả chữ hoài đó, cái bữa đó nó cũng đi, bả lên xe buýt bả đi chùa, cái nó lên gặp. Nói, ủa bà hai đi đâu vậy? Bà ninh thình bà không trả lời. Không lẽ nói trùng bụng cái mặt mày tao có ưa đâu, phải không? Nói vậy thì kỳ. Cái nhỏ nó nói, bà hai con hỏi thiệt nha, bà đừng nói với con bà đi chùa nghe bà hai. Trúng ngay cái chỗ nhột rồi. Tao muốn dội lên đầu mày một cái đó mà ngặt chưa nghe, trên xe này đông nghe con. Cái nó nói, con nói thiệt nghe bà hai, nếu bà có đi chùa bà quay trở về đi. Bà mà lên chùa Phật trời bỏ giò lái chạy hết trơn hả? À? Bà nói bà nội cha mày thường xe lỗi. Tuột xe xuống đi về. Về tới nhà, xe thắng lại đi vô. Cái ông hai ông ra, ông mở cửa ông nói, ủa sao mà gầm bà đi chùa niệm Phật mà bữa nay sao kỳ vậy? Ông im cái mỏ ông lại nghe. Giác này làm luôn ông hai đó. Bà mở cửa cái gầm, vô mở cửa, bật cái máy lạnh lên. Nằm trên giường nệm mà trong lòng bà hai nó nóng, nó lăn qua lăn lại nó không có yên. Quý vị biết sao không? Tại cái tâm không an, làm sao cái thân này nó an được? Đó quý vị thấy không? Cho nên tự mình làm khổ mình không à. Thầy nói hồng trần lau khổ xiết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Khổ quá khổ tu đi, phải không? Mà ngạc có cái tu xà nia, tu tào lao không? Tu nó không có trúng pháp gì trên, tu mà không sửa. Chứ tôi nói tu mà cố gắng tu, cố gắng sửa đó, từ thân từ khẩu ý đó, cái người mà để ý tôi nói quý vị chừng vài tháng cái là nó thanh tịnh, nó hiền khô à. Ủa hiền lương à, chứ hiền khô không ai nhờ, phải không? Mà ngặt có cái tu gì mà không chịu sửa vậy trơn á, miễn ai nói tới rồi nhảy rù rù như nước nóng đổ con giò vậy đó, chịu đời sao nổi. Thậm chí tới bà mẹ bà tu, bà đi vô nhà cái bà đi niệm Phật thôi, bước vô nhà cái dâu rể con cái đi mét mét ra sau, nó dởm nhau, nó cừ cừ bỏ đi. Bữa đó bà nói vô biểu hết coi. Mẹ kêu sao dám cãi. Bây giờ tao hỏi thiệt bây nè, làm cái gì mà tao đi thì thôi, mà tao vô nhà đứa này mỉm cừ cừ cái gì, rồi bỏ đi mét mét là sao? Cái này má hỏi con mới nói nghe, mà cho phép con nói má đừng có giận nghe. Mày nói đi tao không có giận. Nó nói mà tù mà khó quá trời quá đất, ai mà chịu cho nổi. Bà mà bước vô nhà đứa nào đấy mặt mày xanh dần hết trơn à, không biết lợi chùa Phật. Trời có sợ bà không? Bà nói tao lợi chùa tao niệm Phật thì Phật biết cho tao, còn tao về nhà bay cũng phải hiểu cho tao. Quý vị nghĩ coi. Mình đừng trách con trách cháu quý vị ơi. Mình có cái phước của mình, con cháu có cái phước của con cháu. Mình có phước mình có duyên mình tu trước, con cháu nó chưa có tu thì không tặng từ từ nó tu, mình tu tốt đi có nghe lời nó tu theo à. Mà bây giờ quý vị tu tầm bậy tầm bạ mà quý vị kêu nó tu nó có chịu không? Mần lúa mà lỗ xuống nó xạ chừng nào nó mới xạ, mà mần trúng đi quý vị không kêu nó làm nó cũng làm. Nó quý vị tu cho tốt đi, tu cho hiền lương, tu cho đức hạnh đi, nó lén lén nó rình nó coi quý vị tu làm sao nó tu theo, phải không? Vậy thì tu sửa quý vị cứ mình cứ tu cho mình đi. Bà vợ bà hung thì kệ bà. Bà hung tôi không biết, nhưng mà tôi lo tu cái phần tôi, phải không? Chứ đừng nói ra được trời ơi mấy ông tu dễ, với tôi gặp quỷ la sát ở nhà tôi tu sao nổi. Nó nghe đi rồi về nhà ông có hộp cơm nào ăn tôi mới sợ, phải không? Ông này ông mới phát tâm tu cái ngon lành lắm. Hồi đó quýnh vợ nghe, nói tới là vẽ mắt xanh cho vợ mà vẽ bằng tay bằng đấm không à. Tới chừng ông tu ông hiền quá, lúc đó vợ kênh lại cái ship re. Bữa đó ông nói nhỏ tôi, ông nói chuyện này tao nói với mày, mày đừng nói với ai nghe, nó cũng xấu hổ lắm. Hỏi sao ạ? Mày nghĩ coi, tao có mới mang bộ đồ bà ba tao mừng muốn chết. Bữa đó đi cầu nguyện ngoài sân tao chống khu tao lại tao nghe mát mát. Ai dè đâu cái quần tao nó tét tàn phàn luôn. Mà tao đâu có biết. Tới chừng về nhà hay ha, cái quần tao cắt cái đáy vậy mà cũng còn đi được ha. Đó quý vị nghĩ chịu đời nổi không? Đó xung quanh mình toàn là nghiệp không, nó khổ gì đó. Thì cố gắng tu đi, phải không? Bà vợ giữ thì tu với vợ, mà con giữ thì tu với con, cháu giữ thì tu với cháu, xung quanh giữ thì ráng tu với người ta, tu chừng nào mà người ta phục mình mới thôi, phải không quý vị? Chứ đừng gì thấy người ta nói trời ơi dùng bay quỷ dương bay biết cái gì Phật pháp, niệm Phật không biết câu chay không biết ăn ngày nữa, ông năm chèo hốt mày à, nó nghe nói tới chỗ đó nó hốt mình trước, phải không? Tu không được đó.
Đó quý vị thấy không? Vậy thì mình làm, mình nhận cái cõi đời này khổ mà mình nói vui. Đó là một cái. Cái thứ hai làm cái gì nữa? Cái của tiền này nó giả mà mình cho là thật nè. Mà thiệt giả không? Phải không? Thầy nói ta bà thật cảnh ưu phiền, duyên trần cấu kết quan khiên báo đền. Thiều quan thấm thoát giường tên, mắt dòng sanh tử có bền đặng đâu. Chi bằng theo học đạo màu, sớm qua khổ hải theo hầu Phật tiên tham chi. Giả tạm của tiền thì như chim vào lưới xích xiềng trói thân. Thầy nói tham chi tức là tham làm chi, tức là tham làm cái gì? Giả tạm của tiền tức là tiền của này nó giả đó quý vị, à nó không phải là thật. Mà nói tới chỗ này người ta đâu có chịu quý vị, phải không? Người tu chịu mà tu dở dở cũng không chịu nữa. Trời ơi, tu mần gần chết luôn, cực khổ muốn chết mà nó giả sao được. Mà thiệt quý vị nghĩ có giả không? Giả thiệt. Cho nên khi xưa đó, lúc Đức Phật ở còn trong rừng Hạnh Trúc Lâm đó, Đức Phật thuyết pháp thì hai vợ chồng ông già này, bà vợ đó thì bà thích nghe Đức Phật thuyết pháp đó. Bà nghe Đức Phật thuyết pháp nó hay làm sao đâu, cho nên trưa nào bà cũng đi chứ. Ông chồng nói cái bà này sao đâu, bữa nào cũng đi hoài chứ. Cái hỏi bà nói thôi Phật thuyết pháp nghe hay lắm ông ơi, bữa nay ông đi đi ông nghe thử biết liền. Đó, mà quý vị biết không, ông này thì ông trọng tiền trọng của không à. Cho nên ông đâu cho bà vợ nghe pháp mà kêu làm, ông mới chịu. Cho nên đi tới đó cái Đức Phật biết, Đức Phật thuyết gì phải không? Nhà cũng giả, vợ cũng giả, con cũng giả, tiền với vàng giả hết trơn. Ông bỏ ông đi nước một về, bà vợ chiều về nói, tôi nói cho bà biết nha, từ đây sắp tới không có nghe ông Cù Đàm nói pháp nói gì nữa trơn á. Nói chuyện gì đâu không? Thế nên nhà mà giả, vợ mà giả, con mà giả, tiền mà giả. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bây giờ tôi hỏi bà đó, bà phải thiệt vợ của tôi không? Trời ơi, ông hồi đó cứ tôi ba má tôi gả đàng hoàng mà thiệt chứ giả gì. Đó gì mà ông Cù Đàm nó nói giả kìa. Rồi bây giờ kêu hai đứa con ra nè, bây giờ con phải thiệt là con của ba với má con không? Trời ơi, ba hỏi kỳ vậy. Con là con của ba má thiệt từ hồi xưa tới giờ. Đó gì mà ông Cù Đàm nó giả. Vậy thì thôi bây giờ bà bưng ba cái vàng ra coi. Vàng này tôi hỏi thiệt nha, tôi làm cực khổ với bà làm cực khổ, bà mua vàng giả vàng thiệt. Bà nói tôi đâu có khùng đâu mua vàng giả, phải không? Vàng toàn là thiệt không. Ông nói đó thấy không? Vậy đó mà ông Cù Đàm ông giả không à. Vậy mới mốt bà đừng có lại nghe nữa. Nói thèn ơi, Phật nói có cái lý của Phật, ông không có hiểu nổi đâu. Rồi từ từ ông hiểu. Ông nói không được. Vậy là không được. Đó, thấm thoát thời gian trôi qua. Thời gian nó ngắn thôi, chưa được vài ba năm nữa, cái ông bệnh ông gần chết quý vị. Gần chết rồi. Ông thở đâu có nổi, cái lỗ mũi cà khẹt khẹt. Mà quý vị biết con người ta sống mà nhờ hơi thở chứ đâu phải nhờ tiền, nhờ của vàng bạc đâu, phải không quý vị? Phải không? Đó cho nên con người sống trên thế gian dù giàu dù đẹp sang giàu cách mấy mà có một hơi thở này đó mà thở không được là xong đó, phải không? Đó, cho nên thầy nói ngày đến đến đi đâu kéo ngược năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lắm rộn ràng, biết được trần gian là mộng quyển thì tử thần sửa soạn kéo vào qua. Biết được thế gian là giả tạm sắp sửa vô hợp ra. Kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống xâm dày phỏng mấy mươi. Lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười. Tuồng đời chuốt ngót cho xong tiếng, phải cuộc thế trao dồi mượn tất hơi không? Từ đây lên đây có con tất mà mắc mượn không phải của mình. Đó, nín thở là nằm ngay à. Không cửa quậy xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đôi lời kể lại nỗi hàng quyên, ma lớn chai to phí lắm tiền. Tưởng dậy sát thân đa hạnh phúc, mà nào hay hùng phách lắm quan khiên. Thiên đường tức là về cảnh tiên cảnh Phật siêu thoát, thời thông thả. Nhưng mà địa ngục là trầm luân ác đảo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rứt trần bất nhiễm mới lợi. Đó, cho nên đây bây giờ đó tôi nói thiệt, tôi thở hết nổi rồi. Giờ bà thở giùm tôi miếng coi. Thôi ông ơi, công chuyện gì mần tiếp khiên tiếp thì được, chứ thở nảnh nay nấy thở. Quầy ngà ông nhớ ông nói vậy là giả rồi. Ông nói vậy là giả rồi. Vậy là ông Cụ Đàm nói trúng. Cái kêu con ra, kêu con thở, con nó cũng thở không được, nó nói vậy là giả luôn. Đó, nó thôi vàng ơi, vợ con tao không có xài, bây giờ mày thở giùm tao miếng tao sống, vàng nó trơ trơ, ông nói vậy là giả hết trơn. Vậy thì ông Cù Đàm cũng nói trúng. Nhưng mà tới chừng biết trúng rồi thì lăn ra chết rồi, quý vị biết chết đi về đâu rồi, phải không? Con người sống trên thế gian tiền tài của cải vật chất, vợ đẹp con ngoan nhà cao cửa rộng, chết rồi đem theo gì? Tội với phước hả? Phải không? Thầy nói nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hãy còn. Nhiều tiền vậy đó nhưng mà đem theo cái tội phước thôi.
Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, mà tội nhiều thì xa đỏ nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính to. Bây giờ còn sống mà không chịu tu, tới chừng chết và vô địa ngục còn tính còn tu gì nữa quý vị. Thầy hối mình ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dài khúc lưng hồn. Cho nên bây giờ tu liền đi, đừng có tính, đừng có toan, đừng có lần lửa gì nữa trơn á, phải không? Cái thân này đâu phải là nó chờ mình hoài. Cho nên của cải gia tài thầy nói như đám phù dân trước gió, nước bọt mây bèo. Tức là cái của cải này nó giả nhưng mà chúng ta tạm xài được. Mà nếu cái người giác ngộ, cái người khéo lấy cái giả đổi cái thiệt chơi, phải không quý vị? Tại sao vậy? Cái của này là cái của giả, cái tiền này tiền giả. Vậy mà đem cho cái ông nghèo, đem cho cái ông ăn mày, cái phước nó không có giả, chỗ này mới đặc biệt. Mà không chịu làm nữa thì thôi còn đòi gì nữa, phải không? Quý vị có công nhận giả không? Đó, cho nên mình thấy giả mình mới làm được. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi đó có người đó không tu mà họ không biết đường làm phước, họ ôm ấp, họ chứa đựng, nhưng mà tu rồi mà còn ôm mà còn chứa đựng là cái người này tu suốt đời không nên thân nên hình gì chứ, phải không quý vị? Bởi thầy nói cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có thì sau nhiều tai ách. Cho nên thầy nói tham chi giả tạm của tiền, nghĩa là trong cái cuộc đời này con người ai cũng làm để có tiền, phải không? Để ăn, để sinh, để sống, để làm. Nhưng mà có một cái chúng ta phải biết sử dụng cái đồng tiền, cái của đó làm sao cho nó sanh ra cái phước. Đây là cái vấn đề mới quan trọng, phải không quý vị? Cho nên thầy dạy chúng ta nè, tức là điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm, sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Làm ăn là để nuôi thân tứ đại này, phải không? Mà tu hiền là để nuôi cái linh hồn, tức nuôi tâm linh. Thân tứ đại này không biết giờ nào nó dứt duyên thế gian, vùi sâu nơi lòng đất lạnh, dập dư ba tất đất, với nhờ cái tu hiền đó mà chúng ta thành tiên thành Phật. Tại vì sao? Vì giả biệt cõi đời này mà cái người nào hiền lành nhắm mắt thì thấy non tiên, phải không? Cái người nào niệm Phật thanh tịnh thì mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cái người nào đam mê của cải vật chất tạo nghiệp thì mê muội ác hung về địa ngục, chứ đâu có gì đâu lạ, phải không quý vị? Tại vì nhân quả nó rất là rõ ràng nghiêm minh. Thầy nói luật nhân quả thật là cao diễn suốt cổ kim, chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Cho nên quý vị nhớ không, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, ngày mà ngồi là 6 năm khổ trả lại cái đó, phải không? Đó. Rồi cái thứ tư nữa là gì? Là dụ ngữ. Tức là Đức Phật dùng nhiều cái tỷ dụ để cho chúng sanh thấy đó, hiểu đó. Rồi thuyết lưu bố ngữ, tức là nói những chuyện ở thế gian, chuyện tốt, chuyện xấu, để cho cái người đang sống ở thế gian biết đó mà hành trì, bỏ cái xấu mà làm cái tốt. Rồi cái thứ sáu nữa gọi là bất thiết ứng ngữ, tức là nói những cái không có ứng nghiệm. Ví dụ như là dời núi, dời sông mà Đức Phật vẫn tỷ dụ. Rồi cái thứ bảy gọi là như ý ngữ, miễn Đức Phật nói lên là nó trúng ngay ran của tâm chúng sanh là vừa ý liền, phải không vậy? Cho nên Đức Phật thiết là còn rất nhiều phương tiện, nhưng mà căn bản gọi là thất chủng ngữ. Và Đức Thầy chúng ta ra đời cũng nói theo Chí Thích Ca ngày trước, Đức Thầy chúng ta cũng có thất chủng ngữ, cũng 107 lần thiết pháp như Phật vậy, phải không? Nói về nhân ngữ nè, Đức Thầy nói rủi ôm đau bởi tại căn tiền. Nói về nhân ngữ nè, đời này vốn một lời hai mà trong bá tánh mấy ai tu trì. Rồi nói về quả ngữ đó, Đức Thầy nói rủi ôm đau bởi tại căn tiền hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác. Nói về nhân quả ngữ, Đức Thầy nói là khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít người, tội ác quá nhiều, phải không quý vị? Rồi nói về dụ ngữ, Đức Thầy nói sao? Thân ta dường thể như lương, giống như con lương, nghĩa đó là dụ ngữ, phải không? Cứu dân chẳng nệ lắm xương, nắng xương lắm đầu. Hay là lời ta khuyên nhủ như cành ghẹo chim. Rồi bất thiết ứng ngữ, Đức Thầy nói sao? Dầu cho xây triển đất trời, quý vị thấy đất trời có xây triển không? Nhưng mà Đức Thầy vẫn dùng, phải không? Dầu cho xây triển đất trời, lòng ta chí dốc độ đời mà thôi. Đó. Rồi nói về là thế lưu bố ngữ, thì Đức Thầy nói ghét bảo chúa là xưa chủ kiệt, mất cơ đồ lại bị lửa thiêu, thương minh dương bắt chước thứ nghiêu, lòng hiền đức nào ai có biết. Nói gì như ý ngữ, hát kêu những kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm do cho rồi. Vậy thì Đức Thầy chúng ta ra đời cũng lấy nhân quả làm căn bản, phải không? Cho nên Đức Thầy nói: một, đừng nghĩ lại vào kẻ mạnh; hai, đừng nghĩ lại vào sự cứu vớt của thần thánh.
Ba đừng nghĩ lại vào sự của binh vực của thầy mình, mà luôn luôn phải nhớ câu nhân quả của Phật dạy, nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó được toàn thiện. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó, tất cả những gì trước mặt chúng ta, của cải, tiền tài, vật chất, vợ đẹp, con ngoan, mà nếu chúng ta cho nó là thật tầm cầu đeo đuổi thì chúng ta rất là khổ quý vị. Tại sao vậy? Vì còn rồi mất, phải không? Được rồi không? Đó, cho nên chính vì vậy hoặc người ta chiếm đoạt thì nó vô cùng khổ. Dạng vật vốn vô thường biến ảo, phải không quý vị? Vô thường biến ảo như đám mây lơ lửng giữa bầu trời, khi thì hiệp, khi thì tán. Nhưng mà sau chuỗi thời gian thì lúc nào cũng âm thầm lặng lẽ trôi qua, rồi nó để lại cho chúng ta những sợ hãi, khổ đau và nuối tiếc. Sợ hãi là gì? Tôi nói nội trận bệnh dịch không bao giờ quản hồn quản vía trần, phải không? Nuối tiếc là chết rồi, mất cửa rồi, tiêu hết rồi mà giờ còn đâu nữa, phải không? Rồi khổ đau đầy dẫy vô số gì anh chị em. Cho nên chúng ta nghe lời Phật và thầy chỉ dạy phải nhận rõ rằng thế gian là tạm giả, xác thân vô thường, của cải là phù dân. Ở đây chúng ta chỉ tạm sống và tạm xài và tạm mượn, lỡ có mất không có gì tiếc hết trơn. Mà lỡ có ai xin cần mình cho anh ta để đổi lấy cái phước, đâu có gì phải tiếc, phải không? Còn mình thấy thiệt thiệt không là mình cứ ôm hoài, rồi cuối cùng mình ôm cái đó là khổ, phải không? Cho nên Đức Thầy nói nè, vẫn biết rằng ở trong đời ai cũng phải lo thân. Quý vị cùng tôi ai có lo cũng phải lo thân hết. Thầy nói nhưng người hiểu đạo, tức là cái người có tu, có thấm mùi đạo, có nghiên cứu đạo, biết rõ cái thân của mình tạm mượn một thời gian để học hỏi, cái thân này cũng tạm mượn nữa, phải không? Chứ không phải thiệt. Nên lo vừa chừng, chẳng có ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời. Tức là lo vừa chừng, tức là cho nó đủ ăn đủ mặc thôi, đừng cho nó lè lẹt, nó xe xua, nó tranh với đời nhiều quá, đó là khổ đó quý vị à, phải không? Như vậy nhờ như vậy đó, gói gọn như vậy nó mới có dư, mới giúp ích cho đời, phải không? Thì thầy nói chừng bỏ xác ta có cái khác. Đây là cái chỗ Đức Thầy thọ ký đó quý vị à. Tức là mình vừa tự giác là mình lo cho mình, mà giác tha là lo cho chúng. Mà khi làm nhiều công hạnh tròn đầy thì đến cái chỗ giác hạnh viên mãn, tâm từ bi tròn đầy thì chứng tam giác của Phật, đó là đắc đạo đó, phải không? Mà ngạc có cái mình lo cho mình không, không có lo cho ai trơn, mà lo cho mình lo còn không xong, ăn cũng không biết đường ăn nữa, phải không? Gấp cái vô cục tội có biết ăn đâu, mà gấp 70 năm vậy đó, mà năm thứ 71 chưa có giác ngộ cũng còn gấp tội, gấp chừng nào mà chui xuống lỗ ấy thôi, phải không? Sang cho lắm cũng rã rời thân xác, sướng cho bao cũng miếng đất ngày mai, quý cho bao cũng lao nhọc đêm ngày, vui cho mấy cũng dường như xương tiết. Danh có cao trỗi quanh quanh liệt liệt, Tần Thủy Hoàng trụ kiệt có còn chi, Sở Bá Vương Tào Tháo có ra gì, tử thần đến co đầu rút cổ, làm cho giữ tử thần đến sợ lắm. Mạnh như quân bá hàng tích mưu tột độ, hỏi ngày nay các ông ấy có còn chăng? Không còn ông nào hết. Giàu thạch sùng dương khải mấy ai bằng, tử thần đến đem tiền ra thế mạng được không? Không thế được, phải không? Cho nên con người sống trên thế gian quý vị biết nhờ gì không? Ai nói giờ tiền là thôi à, phải không? Nhờ tiền không có ngồi đây đâu, mà nhờ phước đó. Cho nên mình tưởng đâu sống nhờ tiền, nhờ ăn ngon, nhờ mặc đẹp đâu phải vậy. Ăn ngon mặc đẹp, tiền của nó làm cho mình giảm thọ nhiều đó. Làm việc ác nhỏ giảm 3 ngày tuổi thọ, làm việc ác lớn giảm 3 năm tuổi thọ, làm việc thiện nhỏ tăng 3 ngày tuổi thọ, việc thiện lớn tăng 3 năm tuổi thọ. Cho nên đừng thấy cái việc nhỏ mà ác nhỏ chúng ta làm, mà nhiều cái ác nó cũng dẫn chúng ta đến cái chỗ luân hồi sanh tử. Mà nhiều cái thiện nhỏ mà chúng ta bỏ, nhiều cái thiện nhỏ gom lại, nó cũng đưa chúng ta lên tiên lên Phật được à, phải không? Cho nên cổ đức cho biết là vật dĩ ác tiểu nhi vi chi, mà vật dĩ thiện tiểu nhi bất di. Đừng thấy ác nhỏ mà làm, đừng thấy thiện nhỏ mà bỏ. Cho nên chúng ta cố gắng, dù là nó nhỏ nhưng mà tích lũy thì nó sẽ được nhiều đó quý vị à, phải không? Cho nên cái thân này đó, mà nếu mà chúng ta biết rồi, chúng ta cố gắng lo tu tập của cải này đó, chúng ta biết, chúng ta tận dụng cái của này, chúng ta làm phước quý vị à, phải không? Cho nên con người sống trên thế gian là nhờ cái phước, chứ đâu phải nhờ tiền nhờ của đâu. Cho nên nói ba làm sao chết à, đào cả mấy tháng này đó ông ơi, nhưng mà người ta đau 3 năm sao người ta không chết? Nói đúng ra là mãn phước, phải không? Thầy khẳng định một câu là chốn âm ti ngu đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn cõi âm thần, bệnh sái dịch ôn chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Cái người nào mãn phước chết, mãn phước chết, chứ không có gì lạ hết trơn á. Cho nên bây giờ quý vị sống ở trên đời này nè, chúng ta cố gắng ăn chay niệm Phật, cúng lại làm lành lánh giữ bố thí giúp đời, mà cái phước nó tăng hoài rồi sao quý vị?
Có ông đạo này ông lắc léo. Ông nói gì vậy? Tôi thấy mấy ông đạo cũng chết hoài chứ gì, không lẽ không mãn phước sao? Tôi nói không, tu mà sao mãn phước được. Ông hỏi sao chết? Chờ con đầy đủ nghĩa nhân ra tay tế độ dắt lần về ngâu chứ ông ơi. Ta về ngâu chứ mãn phước đâu, phải không? Đời sau khi chết là rồi, chứ đạo sau khi chết thì ngồi tòa sen. Ta về ta ngồi tòa sen ở trên đó ông ơi. Đâu có đọa địa ngục, phải không quý vị? Quý vị cứ tu đi, cứ nhắm mắt rồi là bay cái rét về Tây Phương Cực Lạc hả? Tại sao vậy? Vì chúng ta phát tâm niệm Phật bên cõi Ta Bà là bên ao thất bảo Đức Phật mọc lên một hoa sen. Mà khi chúng ta làm lành lánh giữ bố thí giúp đời chuyên tu thiện nghiệp thì cái hoa sen ở bên nó lớn lớn lên. Ở bên đây đó, chúng ta vừa nhắm mắt cái thần thức nhập thai sen tinh hảo bay cái rét bì bệnh nhập luôn. Phải không quý vị? Rồi tùy theo cái công đức mỏng dày mà nó nở ra để vui. Chứ đâu có gì lạ, phải không? Quý vị biết không? Hoa sen vui nở như đau lợi khác hẳn thai phàm ở thế gian. Cái hoa sen đó mà hạ phẩm hạ sanh nha, của cái người hạ phẩm mà vô trong đó ngồi nó lớn như cái cung trời đau lợi vậy đó, chứ phải vừa đâu, phải không? Nó khác hẳn thai phàm ở thế gian. Cái thai phàm ở thế gian vô nó cực khổ lắm đó quý vị thấy không? Mà nếu chúng ta thấy giả rồi chúng ta mới làm phước được. Tôi nói quý vị nghe đó, có người tu cả đời đó ha, chưa biết làm phước 1000 bạc. Nói tới phước là làm như người ta ớn, mà tu thậm chí còn kiếm tiền thêm nữa. Chi vậy quý vị? Thí dụ như bây giờ cái người nghèo thì kiếm đủ ăn là phải rồi, cái người vừa vừa thì kiếm đủ ăn cũng phải rồi, nhưng mà giàu quá phải bố thí ra chứ làm sao kiếm thêm. Kiếm mất công để dành, phải không quý vị? Mà để sợ mất mối mọt nó ăn đó, rồi đem gửi ngân hàng là bể luôn ngân hàng sao? Ngân hàng Tây Phương không gửi mà gửi ngân hàng thế gian, phải không? Gửi ngân hàng Tây Phương mới chắc ăn. Một đồng bố thí một đồng thu, dạng đồng bố thí dạng đồng thu. Ngân hàng phước báo ta nên gửi, phước báo về sau cứ mãi thu, hoài hoài kiếp nào cũng thu hoài trên, thấy không? Cho nên quý vị thấy đó, trên đời này mỗi người sanh ra giàu nghèo sang hèn, đẹp xấu sống lâu chết yểu là điều do cái túc nghiệp phước và nghiệp ở đời trước. Còn 5 phút nữa nãy tại không cho giờ tôi không biết, phải không? Thôi giờ 5 phút nữa tôi thêm phần chút xíu nữa đi. Rồi bây giờ nói tới cái thân giả nữa, phải không? Bây giờ nói mình sai lầm cái thứ nhất là gì? Là nhận cái cõi khổ cho là vui đó, rồi cái của giả mà cho là thiệt, rồi cái thân giả mình cho thiệt nữa nè quý vị à, phải không? Cho nên cái thân này rõ ràng là cái thân này là bốn chất tứ đại đất nước gió lửa mà hợp thành, có bền chắc chi đâu mà tránh khỏi ngày tan rã, phải không quý vị? Cái thân này nó đi vòng trong luân hồi sanh tử nè, từ hồi trước tới giờ không biết bao nhiêu nói. Thầy nói trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Đó quý vị thấy không? Ấy cũng tại sự mê lầm, cái này gọi là mê lầm nhận lầm nè, của lục căn mà say đắm lục trần ý thức lầm lạc ấy, khiến các trò nhận cái thân ô trượt này là thật cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui say, nào hay thân vô thường tạm mượn, phải không? Do tứ đại hiệp thành, còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đời. Vậy mà con người á, thường ở thế gian này người ta lo cho thân không á, người ta đâu có lo cho tâm, người ta đâu có lo tu quý vị, phải không? Con người sống giữa trần gian á là nó là vậy không đó, phải không? Cho nên cái thân này quý vị biết, cái thân này là thân giả, thân này là thân tạm mượn, cái thân này không biết giờ nào nó ra đi. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô mục, mọc tại xuân dinh thu hiệu khô, giận nhậm thạnh suy vô bố quý mà thạnh suy như lộ thảo đầu khô. Nghĩa là thân như bóng xế chiều tàn, cây xuân tươi thắm, nhưng mà thu qua rụng rời, xá chi suy thạnh ở đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. Đức Phật nói sao trong kinh Kim Cang? Nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Nghĩa là Phật rằng muôn pháp trong đời ví như xương bọt giữa giờ dễ tan, chim bao điện chớp sấm vang, đến như thân xác hơi tàn còn đâu. Cái thân này lo dung dưỡng nó quá, tạo nghiệp nhiều, nó khổ nhiều, nó mau chết, rồi nó mau gần địa ngục cô bác anh chị em. Bây giờ tranh thủ lo tu là được rồi, để mơi mốt nó chết rồi không có tu. Tôi nói quý vị nghe đó, cái giai đoạn này là cái giai đoạn gấp rút, cái giai đoạn hối thúc. Thiên cơ thì biến đổi can qua, khắp trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này, phải không? Từ đây sắp đến thảm thế, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng, để chừng đến việc ngóng trông trách rằng trời Phật mà không lòng từ bi. Tới chuyện rồi nói Phật ơi cứu con, cái Phật không cứu, không có từ bi. Phật cứu sao được cứu quý vị? Thầy nói cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Phật cứu người hiền,
Mà quý vị muốn Phật cứu thì quý vị phải làm người hiền. Mà làm người hiền thì phải biết ăn chay, phải biết niệm Phật, phải biết cúng lại, phải biết tránh ác, phải biết bố thí giúp đời. Và đây là cái cơ hội sau cùng để cho mình tiến thân, phát tâm tu liền. Ai chưa tu tu liền, mà ai tu rồi về kiểm tra lại nghe. Từ hồi trước giờ tu mà dòm dòm thiên hạ không à, không có dòm mình. Chiến này xây lại dòm mình coi. Đối xử trong gia đình, đối xử bên ngoài, đối xử với đồng đạo, đối xử với cả hội, tu vậy coi nó hoàn mỹ chưa, giống lời Đức Thầy chỉ dạy chưa. Giống rồi cứ vậy mà đi tới. Còn nếu chưa, còn sai lệch thì chúng ta cố gắng tu chỉnh sửa liền quý vị à. Để không mới sửa không kịp, phải không quý vị? Để không mới sửa không kịp. Cái thân này rồi nó chết rồi làm sao sửa kịp. Cho nên chúng ta cố gắng tu đi, rồi sau này gặp Phật gặp Thầy chứ đâu có gì lạ. Thầy ra đời khai đạo nè, rồi dạy đạo nè, rồi Thầy vắng mặt mình quy y theo đạo, học đạo, rồi tu theo đạo. Sau này Đức Thầy trở về điểm đạo thì mình sẽ có mặt trong hội Long Hoa gần tiên gần Phật. Sau này sẽ có một cái cảnh gọi là lọc lừa sàng sấy. Thầy nói lão đây dưng lệnh Phật Tôn lãnh cân thưởng phạt, chư môn giữ lành. Sau này Thầy trở về à, phải không? Giữ thì phải xử à, xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn à, chứ không phải chuyện chơi. Cho nên bây giờ mà không tu đó, sau này nước dưng lũ lụt, chiến tranh giặc giả, ác thú dậy đầy, yêu tinh cấu xé, lúc đó muốn ai Phật cứu mình được không quý vị? Đâu có cứu được, phải không? Đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu, thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Đó quý vị thấy chưa? Bây giờ theo đạo đi, phải không? Một câu lục tự là nhà nhà bình an. Bây giờ ráng đi. Bây giờ cái người nào chưa tu, chúng ta tu liền, tu rồi chúng ta cố gắng tu chỉnh thân khẩu ý mình lại, niệm Phật cho nhiều, giữ giới làm phước. Chúng ta càng làm nhiều chừng nào để đón cái ngày mà Đức Thầy trở lại, phải không? Sau này Đức Thầy đã hẹn mình rồi à, phải không? Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, mà ruột năm non có các đài, chờ đợi con hiền noi tục cổ, mà tới thời thượng cổ Điểu Hòa Mai Đức Thầy chờ mình đó à. Tới Điểu Hòa Mai tức là chim đậu chung một cành, muốn nói là thầy trò tôi tới gặp nhau đó. Phương Nam thì rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung, nhưng mà dành cho kẻ lòng trung chánh trợ không nào. Đây là lòng trung chánh trợ không đó. Quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng, chào người trên tu leo lên qua sen bay cái rét, phải không? Về bến luôn đó. Bao la cảnh Phật cõi tiên, thôi bao la cảnh Phật rồi cõi tiên tức là cảnh tiên. Tòng mai liễu trúc, thôi ôi kiện nó đẹp hữu duyên phe màu, ngũ dân thì năm sắc năm màu, kìa quy nọ phụng lao sao vui mừng, giang dày sấm nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn ngày nay hiệp mặt. Hết còn thở than, không có thở than gì nữa trơn. Vậy phải không? Vậy thì bây giờ không có sống sai lầm nữa. Bây giờ thân này là giả, của cái là giả, phải không? Cõi đời này là khổ, chúng ta nhận thức được, hạ thủ công phu, coi cái nào dư dư ngắt khúc đi. Muốn làm Bồ Tát phải tác đồ, muốn làm Phật thì sao? Phải từ bi hỷ xả cứu độ chúng sanh, đưa chúng sanh qua bờ giác. Nói vậy đó. Cho nên phải nhận rõ rằng cõi đời này khổ sở, chúng ta không còn sai lầm nữa. Ai chưa tu, chúng ta phát tâm tu liền. Ai tu rồi, hạ thủ công phu, tu cho chín chắn, tu càng nhiều chừng nào thì công đức càng sâu, thì cái ngày đó dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng được gặp Phật gặp Thầy trong cái ngày hội Long Hoa. Tại vì sao? Vì hoàn cầu trái đất chuyển xây gớm ghê, cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng rồi, sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Bây giờ tu đi cho có công đức sẵn đi, sau này khỏi cần đem tiền đi mua nữa. Mà sau này không tu rồi mình mua cũng không được, phải không cô bác anh chị em? Rồi kính thưa quý vị, thì chắc có lẽ 40 phút cũng tạm xong rồi. Cho nên nãy giờ không có nói giờ, tôi tưởng đâu là nó nhiều cho nên tôi xả hết, nhưng cuối cùng lại nó thiếu. Mong quý vị thông cảm nha. Bây giờ muốn nói thêm cũng không được. Kết thúc nhân duyên trao đổi Phật Pháp, nguyện hồi hướng công đức trao đổi Phật Pháp cho cửu quyền thất tổ và vong linh người quá giảng, và cầu chúc cho toàn cả thế giới được bình an. Những người chưa phát tâm tu, giác ngộ tu hành, còn đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp, đồng đăng Phật cảnh, đồng ngộ Phật tâm, đồng thành Phật đạo, ngày Đức Thầy quay gót trở lại. Nam mô A Di Đà Phật.